Em Trường Thảo, đại lý dụng cụ làm vườn gửi lời chào tới tất cả các bác và các anh. Hôm nay với vô vàn những sản phẩm nhà em đang chuẩn bị gửi cho các bác nhà mình để chăm Tết. Đây là dung dịch để chăm cây này, em sẽ có rất nhiều loại nhé. Còn về kéo cắt giữ bưởi trong dịp Tết năm nay mà các bác nhà mình cần, một chiếc kéo chuyên để cắt kẹp giữ quả trên cao thì nhà em là một đại lý lớn nhất. Với từng giá kéo thì rất chi là thấp các bác anh ạ. Đất Nhật Akama và dây, xẻng, những mẫu kéo. Và với bác nào mà đang quan tâm tới dòng kéo này thì em sẽ chia sẻ để các bác nhà mình nắm bắt được nhé. Bác nào mà nhìn thấy em Trường Thảo mà đang muốn hỏi sản phẩm gì, các bác nhớ cho em xin một like nhé. Một lượt đăng ký kênh để em đăng sản phẩm nó lên các bác sẽ nhìn thấy. Đầu tiên với một mẫu kéo mới nhất của bên em mới về, đó là mẫu kéo 3 và 4 mét. Em lấy hộ chị cái kéo màu xanh lá có chữ Butique này, cái mẫu kéo thấp ấy. Đúng rồi, đây nha các bác anh nhé. Cái này với giá siêu rẻ luôn các bác anh ạ. Giá siêu rẻ luôn. Hôm nào, mỗi hôm mà các bác nhà mình đang phải mua với giá là 550 một cái, thì hôm nay với cái 3 mét này em đưa tới các bác anh với giá là 400.000 đồng trên một cái. Ống tròn ống đẹp nha các bác nhé. Cho các bác nhà mình xem cái ống. Đấy, ống tròn ống đẹp như thế này. Đây là cái 3 mét các bác ạ. Còn về kéo 4 mét thì sao, thì nó sẽ là cây cao hơn. 3 mét thì thu về sẽ là 1m8, còn 4 mét thì thu về của nó sẽ là 2 mét. Đấy, cái dài đấy. Đây là cái 4 mét này các bác anh này. 4 mét và hàng này hàng lưỡi 7cm nhá. Tay cầm của nó rất chi là chất luôn. Cho các bác nhà mình xem về cái lưỡi kéo. Lưỡi kéo thì nó sẽ có phần kẹp giữ quả trên cao. Đấy, cầm thấp, cho nó thấp xuống. Đấy, như này này các bác anh này. Em cũng báo giá luôn tới các bác anh là dòng kéo này, một lẫy rút 4 mét nó đang là 480.000 đồng trên một cây này nhá. Em sẽ miễn phí ship tới tận nhà. Đấy, và bên đại lý em thì sẽ có nhiều mẫu lắm các bác ạ. Kéo Santa, kéo Đài Loan, kéo Nhật Bản, và với những mẫu kéo giật cành ở trên cao. Đấy, em cầm kéo Santa đấy đi. Ngoảnh đây cho các bác nhà mình xem cây kéo Santa đấy. Đúng, cây em cầm đấy, đúng rồi. Đấy là một cây kéo Santa, một dòng kéo loại 1 đến từ Đài Loan. Chiếc kéo này thì nó có sự khác biệt. Để gần đây cho các bác nhà mình xem về phần lưỡi cắt là. Đây các bác nha, lưỡi cắt đây, cho các bác nhà mình xem này. Và tất cả dòng kéo nhà em thì mỗi kéo em đều tặng cho các bác nhà mình một lưỡi cưa có móc cành và cây Santa xịn, cái màu xanh của nó rất chi là đẹp. Và đến với đơn vị em Trường Thảo thì cây kéo này nó đang có giá là 750.000. Đang là 850 và em giảm giá còn 750 nhá. Đấy, còn về cái đầu xào đi, em sẽ cầm một cái xào mà có cái kéo kia kìa. Đúng rồi, chính xác đấy, trước mặt. Đấy, chính xác cầm cả cái kia nữa, một cái xào không nữa. Chiếc kéo này thì hôm nay các bác nhà mình mua một bộ kéo này thì giá của nó siêu rẻ luôn. Đấy là em đã lắp sẵn vào rồi. Cái kéo này thì hiện tại em đã có rất nhiều loại nhé, nhưng mà em chưa bỏ ra được. Cái ống nhôm của nó siêu đẹp các bác ạ. Ống nhôm này là ống nhôm tròn và với dòng ống nhôm này nó nhẹ lắm. Các bác nhà mình có thể sử dụng để lắp chổi và quét trần nhà, lắp xào và để treo quần áo, các kiểu đều được luôn. Và một kéo đi theo một đầu kéo như cái đầu kéo ở dưới chỗ biển kia. Đấy, em cầm một cái đầu kéo này lên để cho các bác anh em, đúng rồi, chính xác. Một kéo và một cái xào nhá. Bây giờ cầm một cái đầu kéo và một cái xào thôi. Giá hôm nay là bao nhiêu? Các bác nhà mình trước đang phải mua với giá là 500. Đấy, ngày hôm nay các bác anh đặt ở bên đại lý dụng cụ Trường Thảo thì giá của nó chỉ còn 350.000 thôi. Với một chiếc kéo này thì cái đầu cắt của nó các bác nhà mình có thể cắt cành to đùng luôn, lắp như là cái kéo vừa nãy em vừa cầm đấy nhá các bác anh nhá. Đấy, sử dụng rất chi là dễ. Một xào, một đầu kéo, 350.000. Rồi, ok rồi. Đấy, và bây giờ thì với một chiếc kéo mẫu mới nữa với giá thật rẻ nha các bác anh em nhé. Em sẽ cầm một cái kéo màu xanh. Đấy, đây, cái kéo có hai lẫy rút đây, thấp nhất này. Trước mặt, đấy, hai cái lẫy đỏ đỏ bên kia. Đấy, chính xác rồi. Đây các bác anh nhé. Đây là dòng hai lẫy rút của cái 3m lưỡi 7cm này các bác anh này. Cái này thì giá của nó là 450.000. Ống nhôm tay rất chỉ là chuẩn luôn. Tất cả những cái dòng kéo này thì em đang đưa tới các bác là một lẫy rút và hai lẫy rút nhé. Và các bác nhà mình đang quan tâm và muốn theo dõi thật kỹ, các bác hãy vào Zalo số 0888 636 138 của em. Em sẽ gửi mẫu cho các bác nhà mình xem chi tiết luôn. Đấy, và bây giờ em sẽ sang mẫu khác này. Những mẫu kéo cầm tay thì em sẽ cầm một chiếc kéo xén màu xanh. Đấy, màu xanh, cái đầu tiên, đúng rồi. Đây nha các bác nhá, cái kéo xén này là kéo siêu nhẹ các bác anh ạ.
các bác nhà mình xén tạo tán tạo cây hàng rào. Nó có một cái lưỡi ở cạnh để các bác nhà mình cắt cành to. Đấy, cái lưỡi ở cạnh đấy, quay gần đây cho các bác nhà mình xem. Cái lưỡi là ở cạnh đây nha các bác cành nhá. Đây, em mở kéo ra, em mở đấy. Cái này để các bác nhà mình cho cành và cắt cành to bằng ngón tay cái thoải mái đây. Còn lưỡi này là lưỡi xén. Chiếc kéo này thì giá em đang đưa tới các bác 250.000, miễn phí ship. Đấy, rất chi là ok các bác nhá. Rồi ok. Và bây giờ thì em sẽ đi vào trong này và quay những mẫu kéo cầm tay giá cực rẻ để cho các bác anh nhà mình được xem. Ngoài kéo cầm tay ra thì bên em còn có máy làm lụa các loại nhé. Em quay cho các bác anh nhà mình xem về chiếc kéo Sanda loại 1 này các bác anh này. Em mở ra một cái này cho các bác anh nhà mình xem. Cái kéo Sanda loại 1 đấy em lấy từ đời đầu nhé, cho nên rất là xịn. Đấy các bác này, các anh sử dụng được cắt cành tỉa cành con kéo, còn được tặng theo một lò xo. Thì báo giá luôn với các bác anh là thời điểm này nó đang giảm giá rất chi là sâu, 150.000 đồng cho một kéo các bác anh nhé. Sanda loại 1 luôn, cắt cành to đùng, có chế độ tự mài các kiểu luôn các bác anh này. Đấy, các bác nhìn này, đây là chế độ tự mài của con kéo này, quá là đỉnh cấp. Còn con này chỉ có 100.000 thôi. Con kéo bút đi này, con kéo này hôm nay em đang giảm giá còn 150 này các bác anh này. Cưa Nhật này, đây là cưa Nhật nhá. Đấy, và với mẫu cưa Nhật này các bác nhà mình có thể cưa luồn, cưa lách, cưa những vị trí khó nhất này. Cái cưa này em nói luôn là có một loại xịn là 150.000 đồng cho một cái nhé. Có loại 80 và có loại chỉ có 40 thôi. Nhưng mà em đang cung cấp loại xịn nhất để các bác nhà mình có cái lưỡi cưa thật tốt. Thì giá của nó đang là 80.000. Và có cái 150 nhé. Còn đây là dao ghép cành này các bác này. Đây là dao ghép cành, một loại dao tốt nhất là mã 8. Chiếc dao Nhật mã 8 này, em mở chiếc dao này ra, cẩn thận nhé, sắc lắm đấy. Đấy các bác anh này. Thôi ui đừng cầm một lưỡi em ơi. Đây các bác anh này, đây là một con dao mã 8 với thép hoa văn. Con này ở đất làm cây nhà em các bác sử dụng mã này rất chi là nhiều. Một dao tặng theo một bóng 5 phân với giá là 250.000. Có dao Nhật nha các bác anh nhé. Còn em sẽ có loại rẻ hơn đấy ạ. Đấy, còn với những cái mẫu này thì hôm nào em thanh lý cho các bác, mất vỏ em thanh lý hết này. Rẻ lắm các bác anh ạ. Còn đây là chiếc kéo với giá là 150.000 đồng trên một kéo. Quá là ok luôn. Đấy, và em sẽ quay về dây nhôm uốn cây cảnh nha các bác anh nhá. Dây nhôm uốn cây cảnh này, đất Nhật Akama này, thùng đựng đạn và những mẫu xẻng xi măng cao cấp kia. Ngoài ra thì em sẽ có rất nhiều loại nhá. Cưa Nhật này. Đấy, cái cưa này em bán cho tặng 100.000 một cái thôi. Cái cưa này cưa Nhật xịn này các bác thấy này. Cưa Nhật xịn. Đấy, cái này thì giá của nó 150 đấy các bác ạ. Cưa Nhật xịn. Chiếc cưa Nhật xịn này thì nó sẽ khác hẳn nha các bác nhá. Đây này các bác anh này. Cưa Nhật xịn này nó khác hẳn đấy. Nó xấu xấu ấy nhưng mà nó sắc bén lắm các bác ạ. Độ cứng của nó cao. Đấy, cực cao luôn. Đấy, và với tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ nhận gửi và ship đến tận nhà các bác anh luôn. Bác nào đang quan tâm tới đồ chăm cây nhá. Đây các bác này. Em sẽ có chống thối cho cây này, kích cho hoa mai này, lở gốc này. Kích mầm, kích chồi và đạm trì của Nhật, và nhất là H101 của Nhật đây. Một dòng kích dễ cực tốt dành cho các bác nhà mình chăm cây. Đấy, đây là kích hoa mai, kích hoa đào nhá. Và hẹn các bác một cái video sau. Đây là truyền dịch cứu cây cấp tốc rồi các bác này. Hẹn các bác vào một cái video sau để em sẽ lên đủ tất cả các loại để cho các bác anh nhà mình tham khảo trong mùa làm cây này nhá. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm xem được với đại lý em, xem được rất nhiều được các món đồ. Các bác nhà mình đừng quên đăng ký để theo dõi mỗi lần em lên like, để các bác nhà mình xem và lựa chọn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.